Hello, xin chào các bạn. Và chúng ta lại gặp nhau như mọi khi. Đến hẹn thì lại lên. Nhưng mà tôi để ý một điều rằng trong cái thời gian gần đây ấy, thì những cái video của tôi đang khá dài, đâu đó rơi vào tầm 15 cho đến 20 phút một video. Và những cái video về podcast thì đâu đó tầm gần 1 tiếng liền. Nên là hôm nay sẽ làm một cái thử thách bản thân, xem là trong một cái khoảng thời gian đâu đó tầm 5 đến 7 phút thì mình có chia sẻ đủ nội dung cho các bạn hay không. Và sản phẩm ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đó là Soul Blue, một trong những chai nước hoa cũng đã hot trong khoảng thời gian năm ngoái. Và nếu như các bạn thấy rằng video này đủ nội dung thì các bạn có thể bình luận phím 1 sau khi hết video. Còn nếu mà các bạn vẫn là một người thích những nội dung dài, truyền tải được đầy đủ thông tin thì các bạn hãy bình luận số 2 cho mình biết nhá. Còn bây giờ thì bắt đầu thử thách thôi. Đầu tiên thì nhà Mancera cùng với nhà Montale thì đa phần đều là những sáng tạo của Pierre Montale. Ông có rất nhiều những cái mùi hương và đặc biệt là cái thế mạnh của hai nhà Montale và Mancera này thì đó đều là những cái mùi hồng trầm cùng với da thuộc rất là nồng nàn, và nó có thiên hướng nghiêng về cái hơi hướng là Trung Đông khá là nhiều. Soul Blue ở trên tay mình đây thì các bạn có thể nhìn thấy nó khá là khác so với những sản phẩm khác của nhà Montale và nhà Mancera. Các bạn có thể nhìn thấy đó là một cái tông màu xanh như cái background của mình. Nhưng đừng để màu sắc của chai nước hoa này đánh lừa bạn là đây là một chai nước hoa mùa hè. Về phần vòi xịt thì các bạn thấy rằng là vòi ở mức ổn. Đây, mình sẽ xịt vào cái cam này cho các bạn dễ nhìn đó. Tiếp tới thì mình sẽ nói về phần mùi hương của em này. Thì đây là những cái điều mà các bạn cần biết. Thứ nhất là trong cái thời gian năm ngoái thì Soul Blue là một chai cực kỳ hot vào mùa hè. Rất là nhiều người chia sẻ đây là một chai nước hoa các bạn phải có bám tỏa khủng, xịt trong mùa hè rất ngon. Nhưng mình không cùng quan điểm với tất cả mọi người. Và đây cũng là cái lý do mà mình cần phải lên video, mặc dù bây giờ nó cũng đã bớt hot rồi. Thì mùi hương này khi các bạn xịt ra thì các bạn đã nhận thấy một cái bay mùi trái cây khá là rõ. Cái bay trái cây ở đây nó không phải là cái hơi hướng làm citrus kiểu cam chanh mọng nước tươi, mà nó chỉ đơn thuần là một cái mùi trái cây chín. Ở cái này nó còn có một cái nốt hương đó là aquatic sea note. Thì cái nốt hương này mình cũng đã có một vài cái video đơn nói về cái nguyên liệu aquatic rồi. Thì cái việc mà mix trái cây cùng với cái nét aquatic ở đây thì các bạn nhận thấy cái nét mặn lên khá là rõ. Nhưng nó không phải là cái mùi muối mặn như là các bạn kiểu muối súc miệng, mà nó sẽ là một cái hơi hướng mùi nó như kiểu là những cái quả táo. Nếu như các bạn rửa bằng nước muối thì ở cái phần cuống đấy nó sẽ có đọng lại, và khi các bạn cắn thì các bạn nhận thấy ngoài cái vị ngọt thơm của quả táo ra thì nó cũng sẽ có cái nét mặn, nhưng mà nó không quá kiểu lợ và khó chịu như là các bạn súc miệng bằng nước muối hay là uống nước muối. Thì đấy là một vài điều về cái phần top note của chai nước hoa này. Và cái tiếp tới thì các bạn sẽ nhận thấy cái mùi hương này có sự biến chuyển. Thậm chí rằng mùi hương này mình đánh giá sự biến chuyển nó khá là phức tạp. Và sau khoảng tầm đâu đó nửa tiếng ở trên da thì các bạn nhận thấy một cái bay mùi hoa hồng lên rất rõ. Các bạn chỉ cần ra chợ mua một bông hoa hồng nở tung thì các bạn đưa mũi vào thì cái mùi hồng ở đây nó rất là ngào ngạt. Và như mình nói ở ban đầu thì cái mùi hồng của nhà Montale và Mancera ấy, nó là một trong những cái thế mạnh của nhà nước hoa này. Nên là các bạn nhận thấy một cái bông hồng rất là nồng nàn kết hợp cùng với mùi trái cây. Và cái mùi hồng này thì mình thấy nó lên khá là mạnh bạo sau khoảng tầm 1 tiếng xịt. Và rồi nó cũng sẽ giảm dần theo thời gian thì nó sẽ lên là một cái mùi hồng trái cây. Sau 2 tiếng xịt thì mình khá thích mùi hương này. Và mình thấy rằng là đây là một cái mùi hương dành cho những bạn nữ khá ổn. Nhưng mà khi mà dry down còn lại khoảng tầm 4 tiếng đâu đó trên da thì cái mùi hồng này có phần nhẹ hơn và các bạn sẽ nhận thấy cái nét phấn cũng lên nữa. Và toàn bộ cái mùi hương này thì cái nốt sea note, cái nốt aquatic mà mọi người hay review nó là một cái tông mùi mát mẻ trong mùa hè thì nó chỉ là một cái nét làm nền thôi, nó không lên quá rõ rệt. Mà hai mùi hương chủ đạo mà các bạn nhận được ở Soul Blue đó là cái nét của trái cây cùng với cái nét của hoa hồng cực kỳ rõ. Đó là các bạn điều mà các bạn cần biết về chai nước hoa này, mà mình quan điểm là trái ngược với tất cả những reviewer về nói rằng là đây là một chai nước hoa thuần mát mẻ aquatic dành cho mùa hè, thì mình không đồng thuận với ý kiến đó. Tiếp tới đó là cái điều số 3 về cái phần hiệu năng của chai nước hoa này. Đối với mình thì nó là một chai nước hoa mình xác nhận rằng tỏa tốt trong khoảng tầm đâu đó 3 đến 4 tiếng sau khi xịt thì các bạn nhận thấy cái mùi hương này lên rất rõ ở trên da,
không cần các bạn phải đưa lên, các bạn chỉ cần xịt ở tay và các bạn sẽ luôn luôn ngửi thấy nó. Đặc biệt là với thời tiết nóng hay là các bạn vận động nhiều thì Soul Blue có thể dễ dàng bay đến mũi của bạn và những người xung quanh. Ngược lại, đó là độ lưu hương của Soul Blue trên da mình chỉ đâu đó tầm 7 tiếng thôi. Nó không tốt đến cái mức là tầm 10 đến 12 tiếng như là những cái lời quảng cáo và review. Thì đấy là một cái điều mà mình đã phải test rất kỹ để xem rằng là cái yếu tố thời tiết hay là da hay là do mũi mình ngửi có vấn đề như thế nào. Nhưng mà sau khoảng tầm đâu đó gần 10 ngày mình test liên tục thì Soul Blue trên da mình chỉ khoảng tầm 7 tiếng, hôm nào tốt thì 8 tiếng. Thì đó là cái phần hiệu năng để cho các bạn biết thêm. Và có một cái tiếp tới nữa là mình không đồng tình với đa số mọi người review, đó chính là cái vấn đề mùi hương này có thể là một cái mùi hương unisex và các bạn nam có thể xài rất tốt. Nhưng đối với cá nhân mình thì đây lại là một cái mùi nghiêng nữ khá nhiều. Trên da mình thì Soul Blue lên hồng cực kỳ rõ, và đặc biệt là cái nét phấn dry down nữa. Nên là mùi hương này đối với mình thì nó sẽ là một cái mùi hương có thể là xếp vào unisex, nhưng mà nó sẽ tầm 70% là nữ. Và sẽ là những cái bạn nữ, thứ nhất là trẻ trung này, cái thứ hai là cá tính, cái thứ ba đó là một bạn nữ có một cái vai nó hơi mặn mà và đậm đà. Và trẻ trung ở đây thì đối với mình là loanh quanh ở tầm ít nhất là tầm 23 tuổi đổ ra. Các bạn thích một tông mùi mà nó khiến bạn nổi bật và bạn sẽ ăn mặc những cái quần áo có cái hơi hướng nhiều màu sắc, mà sẽ là những cái gam màu tối như kiểu màu đỏ này, những cái màu nâu hay là những cái màu đen thì nó sẽ hợp. Còn với màu trắng cho em này thì cảm giác mình thấy cũng hợp. Còn với bạn nam thì sẽ là những cái bạn nam theo cái hướng kiểu nhẹ nhàng, mềm mại, kiểu soft boy đấy, kiểu ăn mặc như thế, đồ oversize. Nó sẽ không phải là một cái mùi nam tính theo cái hơi hướng bụi bặm gai góc, có phần hơi sần sùi. Nên là các bạn nam nào có ý định mua chai nước hoa này thì các bạn cũng cần cân nhắc về yếu tố về phong cách. Và cuối cùng thì với mình thì chai nước hoa này không xài được mùa hè. Đấy là một cái điều cực kỳ rõ rệt. Và có thể là các bạn nữ có thể xài được ở trong cái môi trường văn phòng. Còn nếu như các bạn là một người di chuyển ở ngoài trời với văn phòng liên tục, nó thay đổi nhiệt độ liên tục, thì các bạn nữ sẽ cảm thấy nó hơi ngốt. Còn với các bạn nam thì mình nghĩ là say no luôn. Đây sẽ không phải là một cái mùi hương sử dụng tốt vào mùa hè, đặc biệt là với cái khí hậu tầm trên 35 độ và các bạn phải di chuyển ở ngoài trời. Còn trong văn phòng thì các bạn vẫn có thể cân nhắc, và đặc biệt là các bạn nữ ok hơn. Với cá nhân mình thì mình đánh giá trong cái phân khúc hồng loanh quanh tầm 2 củ khoai thì đây là một con hồng khá là thú vị khi mà nó được mix thêm cái nốt hương aquatic vào. Nó sẽ làm cho cái màu sắc hồng ở đây có phần khỏe khoắn và mạnh mẽ hơn. Nhưng nó cũng sẽ là một trong những cái cản trở để các bạn có thể tiếp cận nếu như các bạn là một người mới chưa được ngửi quá nhiều cái nét hồng, hay là các bạn chỉ đơn giản là thích một cái mùi hồng ngọt thôi, thì đây là một trong những mùi hương các bạn có thể hơi lăn tăn, có thể cất nhắc trong cái việc là thử trước khi mua. Và đó là cảm nhận của mình về Soul Blue. Và nếu như các bạn thấy video này ok với cái nội dung nhanh cũng như là cái truyền tải thông tin ổn thì các bạn nhớ bình luận số 1 đó. Còn nếu mà các bạn thích cái nội dung mình làm dài hơn cũng như là những cái câu chuyện về một vài chai nước hoa, cảm hứng đằng sau hay là về perfumer thì hãy bình luận số 2 nha. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.